Bông này bông gì mà nhìn tím tím đẹp quá mọi người. Đây có được mấy bông nè. Rồi Ngố Nguyễn xin chào anh chị các bạn cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Hôm nay thì với cái background này bà con em nào nếu mà theo dõi kênh em thường ấy không có xa lạ đâu. Đó là bên cái hàng xe máy Quý Hồng Phát. Mà đây á là một cái vấn đề là hôm nay là hơn một tuần lễ rồi mình không có gặp được ông chủ. Bây giờ thì anh em mình cùng đi gặp anh Huy chủ cửa hàng để coi giá cả xem này như thế nào cho bà con trên theo dõi nha. Chào anh. Rồi em Huy xin kính chào cô bác anh chị em mình. Mà tuần qua thì em Huy có một chút công việc á nên là không quay được cho cô bác anh chị em mình. Thì bữa nay em Huy sẽ đi về và quay cho chú bác anh chị em mình những cái xe đặc biệt là rất đẹp và cực kỳ cổ luôn. Cho cô bác anh chị em mình cổ zin mà dọn mới nó cực kỳ đẹp luôn. Và pháp lý là hồ sơ cầm tay chính chủ cho cô bác anh em mình. Hôm nay thì cũng qua cái tuần bán xe rẻ rồi. Thì giờ em Huy sẽ quay lại những cái phần bán cái xe cọp và xe đẹp cho quý cô bác anh chị em mình đam mê. Rồi. Và đặc biệt thì em Huy cửa hàng Huy là ở 201/5 Nguyễn Thế Sơn, phường 7 Gò Vấp, ngay chỗ trung tâm quận Gò Vấp luôn. Và số điện thoại em Huy chỉ có một số duy nhất trên màn hình 0965979 và 279. Thì quý bác anh chị em mình ai có nhu cầu thì liên hệ em Huy nha. Rồi. Thì ở chỗ em Huy thì cũng vẫn có ship xe toàn quốc và đặc biệt có góp và góp trực tiếp với cửa hàng dành cho quý bác anh chị em mình lỡ vướng nợ xấu. Còn góp với ngân hàng thì không cần phải trả trước, lãi suất cực kỳ tốt cho quý bác anh chị em mình. Rồi, okay. Cần gì em Huy sẽ liên hệ cho bác anh chị em mình. Nói chung là mấy cái vấn đề mà liên quan về xe cũ đồ này kia thì bên cửa hàng hầu như là cũng có đầy đủ thôi. Còn bà con mà muốn chi tiết mà cụ thể nó rõ ràng á thì cứ alo với cửa hàng bằng cái số điện thoại bên góc trái để anh Huy có thể hướng dẫn anh em mình cách dễ dàng hơn. Địa chỉ này thì kia thì camera em cũng vừa thấy là đã quay qua cho anh em mình theo dõi rồi. Cũng như là cái hướng mà chỗ anh em mình đang đứng ở đây nè, đi thẳng chỉ cần ra đầu đường thôi là mình sẽ thấy được chợ của Gò Vấp, chợ Gò Vấp luôn. Nên là bà con ở quê ở tỉnh mà lên á thì nếu mà không hình dung được khu vực trong đây cứ đến ngay chợ Gò Vấp thì gọi anh Huy anh cho các bạn ra đón hay anh Huy đón bà con mình ha. Rồi sau hôm nay em thấy tự nhiên mình nổ con này đây có vấn đề gì đặc biệt không? Tại vì thấy cái xe nó một cái phong cách thời trang nó đẹp á. Mà nó rất là đẹp luôn nha các bạn chị em. Và đặc biệt cái màu đen này á là cái màu đen rất là huyền bí nha. Đó rất là ok của cái dòng xe Digo của Burberry. Còn hãng xe này là hãng xe của Pháp nha các bạn chị em. Đôi khi em thấy Thác á, nó có một cái vẻ đẹp sang của Thác Vespa, nó có một cái vẻ đẹp riêng của nó vậy. Còn riêng cái dòng này phải nói là sang mà nhìn nó lại lạ, nó đẹp nữa. Em cũng đo nha, mà em ngồi cái xe này giống như là nó không có một cái gì gọi là là to lớn gì á. Thật sự luôn, rất là thoải mái. Phía sau là yên rồi, còn rộng rãi, rất là thoải mái. Này phù hợp với lại những chị em mà chở con cái đâu nhiều, hay gia đình mà chở con đâu nhiều là tuyệt vời luôn. Mà nó thấp nha quý ba anh chị em. Nó thấp hơn Vespa. Cái mẫu này là sinh ra về Việt Nam đó là để cạnh tranh với Vespa. Nhưng mà thật sự em thấy một có nét biệt gì nó riêng là nó đẹp hơn. Và cái kết cấu máy của nó, hệ thống ABS và máy móc của nó rất là êm ái, không có kêu. Em Huy đề thử nè. Em ru anh chị các bạn, thật sự mà nói không phải mà nói nó muốn em hơn cả Vespa luôn á, rất là xe này thì đúng đát của nó là 2023, đăng ký lần đầu 2024 cho quý bác anh chị em. Rồi. Xe này thì mới như là một chiếc xe hãng mới vừa dắt ra nha quý bác anh chị em. Và đặc biệt xe này chỉ đi ở đo đúng 1.500 cây thôi. 1.552 cây đó là con số chính xác trên màn hình. Rất là mới nha quý cô bác anh chị em mà. Rất là tiết kiệm so với xe mới hiện tại. Thì xe này em Huy để cho quý cô bác anh chị em mình chỉ có 47 triệu thôi. 47 triệu. Nếu mà để 2023 mà để quý bác anh chị em mua Vespa nó phải 60 mấy 70. Đó, xe mới nó gần 100. Nhưng mà xe này xe mới nó chỉ có 72-73 triệu thôi. Rồi ra tên. Mà chìa khóa nè, nhìn rất là xịn sò. Con sư tử nè quý bác anh chị. Đây là một cái hãng xe mà chuyên sản xuất ô tô thôi. Nên là cái mẫu xe máy này là họ sản xuất nhìn nó cũng có phần là đặc biệt, với lại chìa khóa rất là giống ô tô luôn, rất là sang. Này gia đình nào muốn sang trọng đẹp quý phái lựa chọn ha. Mình chở con cái mình đi học á, chở 2-3 đứa cũng được, tại vì riêng nó rộng lắm, nó dài, chạy nó thấp, nó dễ. Một cái thời trang này nhìn nó có một cái gì đó nét của xe châu Âu á. Dạ đúng nhìn rồi. Nó rất là hay rồi. Nha. Dạ. Rồi, em Huy để giá cho các bác anh chị mình 47 triệu chính chủ ký công chứng. Rồi. Nếu quý cô bác anh chị mình rút góp sang tên em Huy hỗ trợ nha. Còn pháp lý là chuẩn chỉ cho các bác anh chị em mình. Còn nếu như đang xem video đã thích, đã ưng, đã ghiền rồi, tài chính chưa đến thì cũng cứ alo cửa hàng, tại vì cửa hàng là có hỗ trợ trả góp cho khách hàng mình luôn ha. Dạ rồi, ok anh. Rồi. Tiếp theo thì cho quý cô bác anh chị em mình là một chiếc AB 160. Việt Nam mình mà phải nói là bà con mình là không ai mà không biết tới những cái dòng xe như là AB cả đâu. Huyền thoại. Hiện tại bây giờ mẫu này hiện tại đang là mới nhất trên thị trường nha quý bác anh chị em. 160 ABS mẫu 4 van. Mẫu này cũng được quý bác anh chị em mình rất ưa chuộng. Xe mới đâu đó nó đâu đó tầm khoảng gần 70 đó. Dạ đúng. Nhưng rồi, xe mới cao lắm. Em Huy bán xe lướt cho quý cô bác anh chị em mình là chỉ có 46.500. Biển số thì là Long An bà con ha. Chính và chủ cái nhôm bọc móc tán là còn rất là sạch và đẹp. Xe này về là Huy có chưa rửa kỹ gì luôn á nha.
bà con cũng hay để ý cái vấn đề Odo thì cũng chia sẻ cho bà con chút đỉnh ha. Còn này Odo thấy là để có 9.603 cây thôi. Đó, chuẩn đồng hồ luôn nha của ba anh chị em. Dạ. Tôi tặng xe luôn. Đó. Rồi. Xe này thì em Huy để giá là 46.500. 46.500. Đó, một cái xe lướt đẹp đó nha. Đó. Bền bỉ qua thời gian ha thì bà con cứ lựa chọn những cái mẫu như thế này. Và đặc biệt là 160 thì máy của nó chạy rất là bọt, rất là mạnh rồi. Dạ. Khỏi cần phải chê thì, vào đâu. Mọi khi quý bác anh chị em mình thấy em Huy có nhiều xe rẻ nhưng mà thật dạ. sự ra bữa nay em Huy tạm thời là xe rẻ thì nó chưa có tới lượt em. Dạ. Thì đó. Còn tuần sau, tuần tới là xe rẻ em Huy trả về nữa. Dạ. Nhưng mà tuần này em xe Huy sẽ bán trực tiếp vô những dòng xe cao cấp và đẹp. Dạ. Ví dụ như coi em như... Sonic này nè. Đó, một chiếc 2022 nha. Đó. Xe 2022 thì thường là 2021 là hết đời rồi nhập rồi. Dạ. Đó, đúng đắt, đúng đời là chuẩn là 2021 là hết hết đời nhập về rồi. Dạ. Đó, thì xe này là đăng ký lần đầu 2022. Em Huy để giá cho quý cô bác anh chị em mình đó là 29 năm, biển số thành phố chính chủ. Máy móc nguyên zin. Rồi. Okay, cái bô zin còn luôn nha quý bác anh chị em. Bô hiện tại đi bô rất leo nha. Dạ. Cái này thì vô những cái con ốc Salaya nè, rồi tay cung tay thắng bên dầu, bình dầu các kiểu, nói chung là những cái phong cách mà kiểu nhẹ nhẹ của những anh em mà hay chạy rider với Sonic rồi đó thì nó là như vậy. Còn anh em nào mà thích bô zin thì cửa hàng vẫn có bô zin luôn ha. Còn lại là thì thật sự ra để mình nói quý bác anh chị em, một cái xe mà thể thao á, phong cách thể thao á, gọi là hầm hố á, như những dòng Taiga, Taiga, tay côn thường thường á. Thì nó phải có một chút đồ gì đó, nó mới có một cái nét đó. Dạ đúng rồi, nè, cái cùm, nét mạnh mẽ của anh em thanh niên mình chứ. Cùm nè, cùm trợ lực nè, bóp rất là nhẹ nha. Dạ. Tay thắng cũng trợ lực luôn, đó, dạ. Bóp rất là êm ái. Rồi, xe này thì em Huy để giá là 29.500, chính chủ công chứng nha. Chính dạ. chủ công chứng biển số thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Có góp hỗ trợ qua ngân hàng, hỗ trợ qua cửa hàng. Và góp trực tiếp với cửa hàng cũng đều được nha quý bác anh chị em. Rồi, ok đó. Anh. Anh chị em mình muốn góp thì có alo cho em Huy. Góp cửa hàng thì cần đưa trước 60-70%. Yeah. Còn góp với ngân hàng á có thể là lý lịch CC tốt của ba anh chị em mình không cần phải trả trước mà lãi suất cực kỳ tốt luôn. Trước giờ như bà con mình mà có mua máy giặt, tivi, điện thoại gì đó mua trả góp chứ không cần những thứ trước giờ đã từng mua xe đâu, mình chỉ cần mua những cái món vật dụng đó mà trả góp rồi mà trả tốt á thì bây giờ mình có thể là mua những cái xe này không trả trước là vô tư. Nên là ai mà đang cảm thấy mình đang góp tốt thì cứ mạnh dạn lên mọi người ha, cứ liên hệ về cửa hàng và cô chú anh chị em mình ai có nhu cầu thì cứ alo cho em Huy nha. Rồi. Và tiếp tục em Huy có một chiếc Winner 2018 nè. Xe này nhìn cũng sắc nét lắm nha quý ba anh chị em. Nhìn khá là sắc nét á. Xe này thì máy zin, biển số Bình Thuận chính chủ nha. Rồi. Đó, nói chung là cũng hợp lý. Nói chung là có căn cước của chủ xe đàng hoàng. Yeah. Thì em Huy để giá chỉ có 16.500 thôi. 16.500 thôi. Máy móc nguyên zin, full ốc Salaya cho mình luôn nha. Đó, nhìn nhìn nó rất là đẹp. Đó. Full ốc máy là Salaya, vô cần số nhôm X1R rồi một vài chi tiết khác cũng là vô ốc kiểu cho anh em đầy đủ hết, cũng như yên cũng đã được làm lợp làm lại đẹp rồi. Rồi ok rồi. Anh rồi team Thái thì em Huy cũng có một số xe hiện tại cái xe giá nó tầm trung nè cho quý bác chị mình dễ mua dễ đi nè. Xe này thì có bẩn đầy đủ nha. Đó, máy móc thì em Huy phục dựng từ trong ra ngoài rồi. Biển số là của thành phố luôn bà con ha, 59H221226. Rồi mà bô nổi như xe đời mới vậy đó, cái máy nó chắc lắm nha. Rồi xe này em Huy để 24 năm chính chủ công chứng nha. 24.500 mọi người nha. Chính chủ công chứng. Rồi, đó, team Thái mà dọn đẹp á, giá này là quý bác anh chị em mình đã tham khảo là để biết cái giá như thế nào rồi nha. Dạ. Rồi, Exciter xuống áo dành cho anh chị em mình gần ai có nhu cầu nè. Xe này thì máy cực kỳ êm chất luôn. Vô được cái bô zin luôn nè. Dàn áo zin theo xe, dọn nhẹ nhàng thôi. Dạ. Đó, phong cách nói chung là cũng êm ái. Full style là 2011 hết đời của ẹt nhỏ. Dạ. Xe này em Huy để có 17.500 thôi. Biển số thành phố luôn mọi người ha. 17.500. Đó. 12114 là bằng số nha anh chị ha. Còn tới tiếp tục thì em Huy bữa nay có một cái xe này nó khác biệt hơn hơn cái xe bình thường. Dạ. Xe này thì 2023 nha. Rồi. Nhưng mà gần xe này thì dàn chân nó xuống một chút xíu. Mà xe này là pháp lý á thì không biết có tiện để nói ra cho quá anh chị em mình không ha. Nói chung là ai có nhu cầu muốn mua xe này giá tầm 12.500 alo cho em Huy. À. Nha, 12.500. Pháp lý cửa hàng lo hết nha. Thì số bánh tre mọi người ha. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục cho quá anh chị em mình là một chiếc quay siêu nhân. Quay này thì là nói chung nồi đồng cuối đá, khung sườn lớn để cho quý bác anh chị em mình đi làm đi cày, đặc biệt là máy móc êm ru zin. Rất là nhìn nó liền lạc và nó to. Mình chở hàng chở đồ nó ok lắm. Mẫu này bà con mình mua đi làm đi cày bừa thì nó bền rồi, khỏi cần phải bàn cãi tiết kiệm xăng bền bỉ. Dết dép là nổ. Đang bị sốt thời gian tháng 3 nha khách hàng. Dết dép là nổ. Đó, máy em rung 263. Rồi, 7.500.000 nha. 7.500.000. Cô chú anh chị em mình ai có gì thiện chí em Huy để 7.200.000 thôi nha. Rồi, 7.200.000 một giá một cho mình dễ mua.
họ phải suy nghĩ. Mình đến đây một cái chiếc Sirius phiên bản là bánh mâm thắng đĩa biển 98M4 nè anh chị, 4076 xe này Sirius Thái nha quý ba anh chị em. Xe này Sirius Thái nha, Sirius đầu đồng bóng tung hơi á, nhấn nhẹ nút đề là nổ rồi. Rồi này giờ mình để giá nhiêu cho mọi người? 6.8 thôi, Sirius Thái nha, máy móc em ru bánh mâm thắng đĩa nha, xe này 208 đầu đồng bóng tung hơi. Rồi như những cái xe giá rẻ thì em Huy cũng nói trên những cái like trước rồi, đi tầm 3.8 là mình đã có xe rồi. Em qua em nha, Enjoy 125 luôn. Đó, nó còn hình nói chung là còn tồn động lại những cái xe của lô cũ á, em Huy xả luôn. 3.8 mua về sử dụng thôi. Đặc biệt là cô chú anh chị em mình ở miền quê muốn mua xe đi nó nhẹ nhàng, đi lanh quanh khu vực xóm làng này đó. Đúng rồi. Rất là tiện nha. Có 3.8 anh chị ha. Thì ai mà thích, ai quan tâm thì cứ liên hệ cửa hàng. Đây có một chiếc Wayfarer 100 xương cá biển 79 anh chị, 6160 nè. Con này là đi làm đi cày bừa là cũng ngon lắm nha. Máy móc nguyên zin nha quý ba anh chị em. Dạ. Đó, tiến bộ nổ đó. Quý ba anh chị em mình nghe không? Tê tái lòng người, nguyên zin từ A tới Z hết nha. Đầu nồi chưa chạm luôn, 7.9 thôi. 7.900.000 bà con nha. Bền lắm, cái dòng này bền khỏi nó. Rồi, giờ mình vô trong nhà nha anh chị các bạn. Đây, mời bà con em mình vô đây. Đây em có một chiếc V3 nè. Đó, V3. Xe này cũng đổi của khách thôi. Nhưng mà nghe chủ khách là cái máy nó ngon lắm nha. Xe này là V3 2 đĩa nha. Đây anh chị nha. Đó, V3 2 đĩa đời 2000 nha. Cũng không phải là dạng vừa. Nói chung là cũng ok hết. Đó, dàn áo thì giống như hình, cũng có bệ nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà những dòng này quý bác chị mình đam mê mua về có thể dọn theo ý của mình. Dạ đúng rồi. Xe này Mui để giá cho chị của bác chị em mình chỉ có 5.8 thôi. 5.8 thôi. 5.8 thôi nha quý anh chị em. Rồi, ok. Bao giá thị trường luôn. Mà đồ zin đầy đủ nha, không có lai độ gì đó. Suviva nha, chị em anh chị nào mà thích thì cứ alo gấp về cửa hàng có chiếc thôi, 5.800.000. Cái bên mình nói Luviat nè. Luviat, em Huy để cho các bác chị em mình có 6.5 thôi. Biển máy móc em ru. Dạ. Nhẹ nhàng tình cảm luôn. Mẫu này thì chạy nó cũng rất là bốc và mạnh nha anh em mình nha. Rồi. 6.5 phải không anh? 6.5 thôi. 6.5. Còn đây là một chiếc Novo 4 nè. Novo biển số thành phố hả? Dạ. Xe này nghe mới nhầm với xe biển số tỉnh nè. À. Xe này em Huy để giá 4.2 nha. Máy móc em ngon nha. Dạ. 4.2 biển số tỉnh nha. Này 59P1 ấp người ha, thành phố là 4.2. Còn tỉnh thì bên đây nè. Bên đây biển 38 là của Hà Tĩnh. 3.8 luôn. Đây là em nha, nó 3.8 thôi. Xe nó liền lạc máy em á, em bao cái xe này máy giữ luôn á. Dạ, rồi ok anh. Rồi, tiếp tục cho bán chị em mình là Hayate. Em Hayate. Còn đúng một chiếc một nè, đó bán rẻ luôn nè, 3.9 thôi. 3.9. Máy móc em ru thì thầm mùa xuân luôn. Qua đây quay cho bà con coi ha. 3.900.000 một chiếc Hayate 125. Biển số Long An 62. Đúng rồi. Dạ, còn đây mình rồi, có chiếc này SH Đài Loan nè của anh chị em. Dạ. Rồi, đây em ghê không? Hôm bữa em đi công việc á, anh em nó đổi ở nhà em không để ý nữa. Yeah. Ok đó, xe này đạt yêu cầu rồi đó. Yeah. Xe này thì khóa zin em thấy vẫn còn luôn nè. Rồi dàn ngoài thì nhìn cũng ok. Yeah. Mà xe này thì chắc em nghĩ tới 21 á. Bị số thành phố luôn. Giá chỉ có 5.9 thôi. 5.9 thôi. 5.9 thôi các bác anh chị em. Rồi ok. Yeah. Nói chung là không phải suy nghĩ luôn nha. Êm ái, một chiếc đang hoạt động bình thường. Yeah. Máy móc nè, dàn áo nè. Dàn áo sáp thường em thấy nó hay bị hở ngay đây lắm á, mà nay xe này nó còn liền nè, là chủ đi cũng rất là kỹ nè. Rồi ok anh, 5.900.000 là giá có chiếc sáp rồi, full size nha. Dạ. Rồi anh em mình qua bên đây ha, có một chiếc Allegiant 50 còn đúng chiếc một em Huy xả 5.8 luôn. 5.8 luôn nha các bạn nha, mình không thể nào mà bớt mà rẻ hơn được nữa nha. Rồi máy 50 như một cái máy ngon nha, máy ngon mà nói chung là khá là ok. 800.000 của SYM. Thôi máy đó em ru à. Đó. Rồi. Đó, rồi. Không phải suy nghĩ nha các bạn anh chị em. Dạ. Rồi, Luviat em Huy còn một cái xe mà nó độ này nè, nhìn cũng thôi kệ đó. Dạ. Xả luôn. 4.8. 4.800.000 cho chiếc Luviat GTX này nha. Xe này có bô nè, có ấy nè, nhìn nó bánh nhỏ luôn nha. Dạ. Máy móc em ru à. Đây có chiếc 2GTX nè. Rồi xả cho quán cho em mình luôn, 4.5 triệu khỏi trả giá. 500 đối với chiếc này nha bà con. Riêng những cái nhân dòng xe Huy xả thì quán cho em mình khỏi mạnh dạng, khỏi cần trả giá. Dạ. Tới nổ máy ngon ok lấy. Rồi lấy. Ok là về là đi thôi nha. Dạ. Rồi giờ anh em mình lên trên nữa ha. Hiện tại là em Huy còn một số cái dòng xe mà giá rẻ tồn của lô trước, em Huy cũng xả luôn. Đó. Xả sạch sẽ để mình về một lô mới cho nó may mắn ha. Dạ. Dạ. Rồi giờ mời bà con anh chị mình tiếp tục theo chân anh em mình nha. Thì xe còn nhiều lắm, mọi người mình cứ từ từ mà theo dõi. Hôm nay là mình cập nhật ở đây luôn không anh? Nay em Huy có một cái Super 212 nè. Đây, bà con coi nè.
mời quý cô bác anh chị em mình xem đánh giá nha. Zin mộc đẹp lắm, sơn zin 100% sườn bọng là rất là ok. 22 nha, xe này thuộc loại là xe nói chung là cũng dàn gọi là top 10 đó. Đây anh chị ha, quay tổng quan cho anh em coi. Hồ sơ cầm tay luôn nha, hồ sơ cầm tay luôn nha quý bác anh chị em, xuất hóa đơn liền về luôn nha. Dạ. À, xe này đặc biệt rút về cửa hàng rồi nên là pháp lý rút hồ sơ nhanh. Dạ. Xe dạ. Này em Huy để giá là 34.500, 345 nha. 2012 nha quý bác anh chị em, chứ không phải 2010 nha. Rồi. Đó, cái máy của nó tê tái lắm. Hồ sơ là giờ có sẵn tại cửa hàng luôn rồi phải không? Đúng anh? Rồi, có hết rồi. Rồi, hồ sơ cầm tay 34.500. Cái máy trời ơi tê tái. Chỉ cần nhấn một cái là nổ thôi. À. Đó, xe này thì thật sự để mà nói với các bác anh chị em mình á, tầm hàng 3X á, giá xe này mà nó liền nó đẹp cứ mức độ này thì các bác anh chị em mình kiếm khó lắm. Yeah. Còn đầu nồi chắc chắn là phải chưa chạm rồi nha. Yeah. Các bác anh chị em mình có thể xem nhẹ qua một cái và muốn xem chi tiết thêm thì em Huy sẽ xử lý thêm. Rồi. Nhưng mà cái xe này nó đẹp lắm nha các bác anh chị em. À, anh chị nào mà cần chi tiết hơn thì cứ số điện thoại trên màn hình á, cứ alo vào đó để Huy có thể là tư vấn bà con rõ hơn, hoặc có thời gian mình đến trực tiếp anh chị mình coi thực tế cho nó rõ luôn. Ừ. Ha. À, rồi 34.500 bao hồ sơ, bao hồ sơ luôn nha. Yeah. Rất là đẹp. Rồi, rồi hôm nay em Huy có một siêu phẩm nè. 2204 mời cô bác anh chị em mình xem đánh giá nha. Pha 204 anh chị ha, rất là tê tái. Rồi. Rồi máy móc là nguyên zin nha, em Huy phục dựng lại đúng chất xe hãng nha, dàn áo zin nha quý bác anh chị em. Dàn áo zin nha, không phải dàn áo lô dán tem ba lớp đâu nha quý bác anh chị em. Rồi. Nhìn rất là chất lượng nha. Ừ. Rồi xe này bị số 83, em bán là bao nhiêu chấp cho quý cô bác anh chị em mình, là giá là 19.500. 19.5 bao nhiêu chấp cho quý bác anh chị em mình luôn. Này được xử lý full can là hết cho chị bạn mình luôn rồi ha. Giờ dọn kiểu dọn theo phong cách dựng thùng mà. Dạ. Dựng theo phong cách xe thùng. Dạ. Làm Huy có những cái chi tiết cho quý bác anh chị em mình xem. Thì thật ra giờ quý anh chị em mua một cái xe zin bây giờ cũng nhiêu tiền rồi, 14 15 triệu rồi. Bây giờ mà một cái xe nó đẹp như vậy á thì quý bác anh chị em mình bỏ ra thêm 4 5 triệu nữa phải. Dạ. Là hời không? 19.500. 19.5. À, ok. Bao nhiêu chấp cho quý anh chị em mình đi thoải mái nha. Rồi, rồi ok anh. Giờ chắc ở đây mình có mấy cái phụ trợ mình làm luôn đi anh. À, phụ trợ giá rẻ. Phụ trợ giá thì bên em Huy phụ trợ một á chỉ từ giá dao động từ 12.500 thôi. Yeah. Mà cái máy nó đã lắm, cái máy nó tê tái lòng người nha quý bác anh chị. Chẳng hạn như con này em thấy ghi cái giá là 12 năm luôn nè, phải không? Yeah. Cái máy nó nổ. Tê tái không? Nhiều khi có xe 20-30 triệu nhiều khi chưa chắc cái máy nó đã bằng như vậy đâu nha quý bác anh chị. Đó, mà giá chỉ có 12 triệu đồng thôi nha. 12 triệu. Dàn ngoài là áo zin hết nha quý bác anh chị. Đồ zin nó không có lai độ gì nha. Rồi. Máy mà máy thái nha quý bác anh chị. Ok bà con ha. Rồi, kế bên thì em Huy có một chiếc cũng xe này thì cũng chính chủ nhưng mà chủ khó ký á. Rồi em để cho quán cho mình 16 triệu mấy zin. 16 tổng quan thì mọi người thấy không, tổng quan bên lắm. Thì xe này ken rồi. Xe này nếu mà ký rút hồ sơ được phải từ giá 22 đến 25 triệu. Dạ. Còn này 16 là bao cái máy là trời ha. Cái máy nó tê tái mức độ cỡ đó giá tiền rất là ngọt anh chị. 16 triệu. Rồi ok nha anh chị, 16 triệu đồng. Còn zin nha. Bên trong anh còn đó à, xe này cả vừa nhận cọ cọc buổi sáng cọc luôn rồi ha. Hồ sơ ra là lấy liền. Ông anh chú này ông rất là theo dõi cái xe này. Ông kêu giá tầm tiền dễ chơi. Dạ. Mà ông cứ hỏi mình là có hồ sơ chưa, kêu vừa ra hồi sáng là không biết. Dạ. Luôn. Tiện future thì chắc anh em mình cũng làm luôn dễ future đi rồi mình qua tay ga một. Dạ. Chiếc future X. Future X hôm bữa em có dọn một chiếc á. Dạ. Cũng y chang như vậy bán rồi. Xe này thì máy zin 100% máy zin nha quý bác anh chị em, đầu nồi chưa chạm nha. Đồ zin theo xe, phục dựng đúng xe hãng, không lai like một món, tem zin luôn nha. Đó, nói chung anh em dọn thì quý bác anh chị em mình không yên tâm rồi, chỉ cần bỏ tiền ra thôi. Hồ sơ xe này cũng cầm tay luôn rồi. Yeah. À, hồ sơ xe dọn chưa xong, hồ sơ đã có rồi. Đó. Hồ đó. Sơ có sẵn luôn rồi ha. Yeah. 305. Rồi. Rồi, mua về là bấm biển luôn. 30.500.000 bà con nha. Rồi, rồi có okay. Chiếc xe toàn quốc cho mình luôn nha. Yeah. Đặt cọc làm Huy vận chuyển nha. Rồi. Còn cái bên kia đây anh, một chiếc chính chủ 4 số nha, xe này vẫn còn xe này 5 số. Xe này thì em Huy để giá cho các bác anh chị em mình là 35.500. 35.500. Đầu chạm nhưng mà máy chưa rớt nha. Yeah. Máy chất cực kỳ chất luôn. FI 211 hết đời. Bánh mâm mọi người nha. Yeah. FI 35 năm chính chủ biển số thành phố. Ok anh. Kế bên đây cũng là một chiếc Full X chính chủ luôn, 35 năm. Cái chất xe này quý bác anh chị em mình cứ tham khảo. Nói chung là giá cả thì hợp lý. Chất xe thì cực kỳ đẹp, máy móc thì cực kỳ ngon. Đó, em Huy về giá là 35 năm. 35 năm. Đó. Thì thật sự ra quý bác anh chị em bỏ cái tiền tầm này để chơi, để cảm nhận.
thì mình đừng có quan trọng về cái số tiền. Ví dụ như quý anh chị mình mua hăm mấy rồi, hăm mấy triệu rồi, liệu pháp lý nó có chuẩn hay không, có sang tên được hay không, và cái xe nó có đẹp như ưng ý hay không. Đó, với ba anh chị em mình hãy là khách hàng thông thái là sẽ biết được. Còn mấy cái future này là anh Huy có thể là hỗ trợ rút gốc ra tên được đúng không anh? Chắc chắn rồi, cái dàn này là cái hàng nói chung là rất là khó, thường 4 số rất là khó như quý anh chị em. Em Huy phải rút hồ sơ về cửa hàng xong rồi mới bán cho quý anh chị em mình, hoặc có thể ký ủy quyền liền cho quý cô bác anh chị em mình liền, thì em Huy mới bán, chứ còn em Huy không nhận trước. Nói chung là rất là khó khăn, tại vì thời điểm này là thời điểm nhạy cảm của giấy tờ. Giống như năm ngoái vậy thôi nha quý bác anh chị em, cứ đầu tháng 7 là công văn nó thay đổi liên tục. Nên là quý bác anh chị em mình ai đã từng làm giấy tờ rồi đó thì hiểu được, thông cảm cho những các cửa hàng. Vì bây giờ là thời điểm này giấy tờ nó rất là khó khăn. Dạ đúng rồi. Mình phải mua được cái xe nào chính chủ công chứng á thì mới yên tâm. Thì mới rút hồ sơ được. Còn những xe nào mà để mà cửa hàng rút hồ sơ này nọ là những cái xe đó nó sẽ hơi lâu. Rồi em ấy trước cho quý bác anh chị em mình. Rồi, bây giờ anh em mình qua kế bên là một cái chiếc Future Nail. Cái này FE phải không anh? FE luôn anh chị các bạn. Coi đây biển số là 54N18388 anh chị nha. Future Nail FE. Bình yếu thì rớt dép là nổ thôi. Đi mấy ngày á, nói chung là không ở nhà không có chăm lo cho mấy em nó được nên là tệ tải lắm. Xe này cũng rất là ok. Biển số 8388 nha. Rất là phù hợp cho quý bác chị em mình muốn chơi một cái xe đẹp mà biển số phong thủy. Dạ đúng rồi, 8388. Xe này là 208 này là đời này thì nói chung là nhất nhì rồi. Dàn Future và Neo thì đời này là gần như là đã nhất nhì rồi. Đó. Thì em Huy để giá xe này là 48 triệu, bao len keng đẹp như xe hãng. Đầu chạm lòng chưa rút nha. Chỉ vệ sinh xúc bắp miệng chảo thôi. Còn ngoài ra không đụng chạm gì hết nha. Nồi còn zin luôn nha. Rồi, 42 triệu. Đó là FE mọi người nha. Còn bên kia là Sang Cơ nhưng mà được lên nhà áo tương tự giống FE đó anh chị nha. Biển số thành phố chính chủ. Em Huy để xe này là 23 triệu, bao công chứng cho mình nha. 23 và bao công chứng cho khách hàng. Có nghĩa là chính chủ anh chị, chính chủ thì mới ký công chứng được. Rồi, giờ chắc trên đây mình có mấy chiếc Vision. Mình làm luôn đi anh. Vision thì bữa nay em Huy về cũng được vài bài xe nữa đó. Bạn công đắc anh chị. Để lát lắc đác thì vài chỗ. Thì xe này thì em Huy để cho quán anh chị mình 29 năm nha. 29 năm. Lý do thì sao nó mắc ra nha? Tại vì xe là xe thành phố. Xe là biển số thành phố Hồ Chí Minh nha quý bác anh chị em. Này ký giấy đâu được không anh? Trời chính chủ mà. Chắc chắn luôn. Yên tâm thôi. Đó, nên là quý bác anh chị em mình ai có nhu cầu mà chưa muốn sang tên á, ký hợp đồng ủy quyền 20 năm hoặc ký mua bán thì sau này mình có điều kiện sang tên thì mình sang cũng ok. Đặc biệt là những cái xe này em thấy phù hợp với là những anh chị cô chú các bạn mà đặc biệt là khu vực miền Tây, người ta nhiều khi người ta thích biển số Sài Gòn mà lại chính chủ á thì lựa chọn mấy con này rất là hợp lý luôn. Và đặc biệt mua cho con em mình đi học á. Mình con em mình mặc dù là dưới tỉnh nhưng mà muốn mua một cái xe chính chủ ở Sài Gòn đi học rồi. Nên mua xe ủy quyền được và 10 năm 20 năm. Sau này ví dụ như có muốn đổi xe mua bán cũng rất là dễ. Còn mình sang tên á là sau này mua bán nhiều khi nó là khó và lại là mất cái biển. Dạ đúng rồi. Đó, nên quý bác anh chị em mình cân đối nha. Ok. Em Huy ở đây làm tư vấn rất là thiện chí và rõ ràng. Cho quý bác anh chị em mình. Còn bên trong anh. Biển số 71/2020 hàng bỏ mẫu. Em Huy để giá 22 triệu đồng. 22 triệu mọi người nha. Đó, biển số 71 nha, chính chủ nha, 11.000 cây. Bến Tre nha anh chị bạn. Rất là đẹp, xe mới lắm. Rồi. Bên trong là một chiếc Vision, biển số thành phố, biển số phong thủy 6396886. Xe này 2018 em Huy để giá 22 triệu luôn nha. Biển số thành phố, ngay chủ em Huy đứng tên. Thường là mấy cái xe nãy giờ anh em mình báo như này nè thì anh Huy sẽ hỗ trợ về máy móc cho khách hàng bao lâu để cho khách hàng yên tâm sử dụng anh. Riêng về những cái xe mà em Huy bao zin á là bảo hành phải từ 6 tháng đến 1 năm là ít nhất. Là một mà nói chung là những cái xe mà có giá trị nha quý cô bác anh chị. Để mà nói bao test mọi miền tổ quốc làm Huy bao rồi. Nhưng mà về mình đó, mình test xong rồi nhưng mà đi về sau này có vấn đề gì em Huy bảo hành cho mình. Đó, cái đó là quý bác anh chị em mình đấy. Còn ví dụ như mấy cái lặt vặt sửa 100, 200, 300 gì đó thì có thể là ở xa quá thì quý bác anh chị em mình có thể sửa tại nhà. Còn nếu khó quá tới em Huy có bộ phận sửa chữa bảo trì, em Huy hỗ trợ cho quý bác anh chị em mình. Ok anh. Giờ tiếp theo anh em mình đến với chiếc Vario 150 màu trắng đỏ. Màu này cũng là một trong những màu rất là đẹp anh em nha. Xe này là 2022 nha quý bác anh chị em. 2022. Xe này thì chính chủ ký công chứng, mới phát sinh thêm một chút xíu về vấn đề giấy tờ chủ á. Khó làm khó em á nên là ký giấy em nè. Nó mất thêm 1 triệu nữa. Đó nên là xe này em Huy để giá là 41 năm nha. 41 triệu 500. 2022. Chính chủ công chứng nha. Chính chủ đã giải quyết vấn đề rồi. Bây giờ quý bác anh em mình rút ốc tên cực kỳ thoải mái luôn. Dạ. 41 năm.
chính chủ 2022 150 xe đi lướt. Đó. Muốn ra tên thì mình ra thôi, còn nếu không thì cứ ký giấy ủy quyền là được mọi người ha, tại vì em nói đang chính chủ rồi rất là dễ. Vario dạ. 125 31 năm xe 2020 bao dạ. đẹp. Màu đang nhám nha bà con cọp. Nha. Xe này cọp nha. Dạ. Xe rồi. Này là 2021 nè, cũng đẹp lắm, màu xanh, bản Quang Phương nè, nói chung dạ. là rất là ok. Ừ. Xe này là 33 năm, 33 năm. Biển số thành phố nha. Biển số thành phố nó mới có giá này, biển số tỉnh nó rẻ hơn nha các anh chị em. Cái giấy này kia là ngon lành hết không đúng anh? Rồi, chính chủ. Dạ rồi. Còn bên trong là màu xanh nhám, cũng 2021 luôn nha các anh chị em. Ừ. Em Huy để giá 33 triệu. 33 triệu đồng bà con nha. Xe mới bây giờ năm mấy triệu. Thì quý bác cho mình tính nên đi một cái xe lướt như vậy nó cũng hợp lý hơn mà. Dạ. Nó có các thay đổi gì đâu. Rồi, đây mình vô đây đi tới những cái chiếc future. Tiếp tục đây là có một chiếc Cruneo nè. Nè này là Neo GT đồng hồ điện tử nè. Dạ. Hàng này nếu mà quý bác anh chị em mình ai là dân chơi á là sẽ biết được. Dạ. Cái máy nó dữ lắm. Neo GT bánh mâm đồng hồ điện tử đến chị sang cơ ha. Đúng rồi. Máy zin 100%. Rồi. 31 triệu, chính chủ, biển số thành phố 4 số. Áo tem này kia là còn zin mọc luôn á bà con nha. Còn này chắc nó còn zin đẹp nè. Đã dạ. nói mà xe zin là biết rồi. Dạ. Đó. Em Huy không có dọn đâu, để nguyên luôn á cho dành dạ. cho quý bác anh em mình thích xe mọc. Rồi, ok anh chị. 31 triệu. 31. Future X xe mọc 2011 hết đời, máy zin 100%, hồ sơ cầm tay nha. Hồ sơ cầm tay nha quý bác anh chị em, có dạ. rồi nha. 33 năm. 33 năm. Này thì các anh các chú nào mà thích gọi là cái phong cách zin nè, mọc mà còn nguyên bản thì lựa chọn mấy xe này ha, cửa hàng đều có hết. Phong cách mà dọn ken thì cửa hàng cũng đều có hết. Mọi để mà nói một chiếc xe để mà bán tới tay khách hàng á là nó đòi hỏi rất là nhiều vấn đề. Đa phần là những cái dòng xe cổ điển như vậy là phục vụ cho những cô chú anh chị em mà đứng tuổi. Dạ. Đó, nói chung là cũng biết chơi đó, là dạ. biết chơi là dân có tiền đó. Nên là bắt buộc mình phải có những cái đa dạng đa hệ dạ, đúng rồi. Để cho quý cô bác anh chị em mình cảm nhận. Dạ. Đó, còn em Huy thì bán xe từ trước giờ, quý bác anh chị em mình đã mua xe em Huy thì cảm nhận rồi đó. Nó rõ ràng. Dạ. Đó. Rồi, bên trong phiên chợ 1 tiếp đi anh. Phiên chợ 1 máy zin dọn mới nha quý bác anh chị. Máy zin luôn. À, biển số thành phố chính chủ một đời chủ. Dạ. 24 năm. Còn này phải nói là được xử lý full ken là hết trơn rồi. Giờ khách hàng đến đây chỉ còn việc rất tiền nữa thôi. À, còn rẻ hơn một chút xíu á, cũng có xe phu 1 dọn mới đẹp luôn. Dạ. 19 năm mà. 19 năm thôi. Biển số thành phố chính chủ. Dạ. Đặc biệt những cái dòng xe cổ điển này á, những xe hoài niệm này á là em Huy mua tại là chính chủ một đời chủ không à. Dạ. Nó mới dễ. Rồi. Nó mới dễ sang tên và nó cũng có được một cái nét xe là xe zin. Dạ. Rồi, đây, giờ mình xuống luôn con Future 1 bên dưới này anh chị. Đó, đang tiện Future 1 mình quay luôn nha. Future 1 máy zin tàn tập, hồ sơ cầm tay nha. Dạ. Xe này xe 203 nha quý bác anh chị, dạ, hồ sơ cầm tay. Chất xe máy zin nó đã lắm. Xe này đẹp. Xe này em Huy để giá 25 năm nha. 25 triệu 500. Phù hợp và phục vụ cho quý bác anh chị em mình mọi yêu cầu. Ví dụ chính chủ sang tên máy zin, đầu nồi chưa chạm, xe đẹp. Dạ. Rồi là đầy đủ hết á. Rồi, ok. Quan trọng là quý bác anh chị em mình có chịu chi không? Là dạ. Huy chịu chơi à. Rồi. Rồi, 25 năm. 25 triệu 500 bà con nha. Rất là đẹp. Kế bên mình quay luôn mấy cái chiếc đi lăng cái luôn đi anh. Con màu đỏ này nè, tình trạng của nó như thế nào rồi? Đi lăng đợt rồi bán một cái 4-5 chiếc một luôn. Giờ còn có 3 xe à. Mỗi khi thì nhiều lắm á chị, giờ còn có 3 xe duy nhất là bà con theo dõi bên Nguyên Phát hay biết rồi. Dọn không kịp luôn á, bây giờ để mà mua xe dọn không kịp luôn, bữa nhiều xe quá dọn giờ. Thôi, bây giờ vô vấn đề là em Huy có một chiếc xe zin nè. Dạ. Đó, ngon nghe không? Cảm nhận cái máy. Bấm một phát là lên liền, nghe rất là ngọt anh chị ha. Đây, em bấm cầm cỡ mấy cái thắt á. Không có cửa đâu. Máy zin nha, máy zin nha quý cô bác anh chị em, đầu dạ. trao chưa mở nha. Đó, em Huy bao đi lăng này đầu trao chưa mở, máy zin 100% nha. Xe này là 26.800, 268. Máy zin em Huy phục dựng lại mới cực kỳ đẹp luôn. Đó, dạ. anh quý bác anh chị em mình xem đánh giá hay đó, rất là đẹp nha. Như một chiếc xe thùng, biển số thành phố, một đời chủ một. Đó, máy móc thì yên tâm rồi. Còn chất xe thì cũng không phải gì đáng đo. Dạ. Bây giờ quý bác anh chị em mình chỉ có tiền là em Huy xong. Đó, giá 268. 26 triệu 8 mọi người. Bao công chứng luôn, hồ sơ thêm phí giúp em Huy nha. Đi lăng chính chủ luôn bà con nha. Đó, đi lăng chính chủ. Rồi ok anh, còn bên trong mình dọn thành màu xanh đó anh. Xe này thì giá thì cũng hợp lý cho quý anh chị em mình đây. Một chiếc đi lăng mà màu xanh nha, cà vẹt màu xanh luôn nha quý quý anh chị em mình nha. Xe này thì biển số thành phố 4400. Em Huy để giá cho quý anh chị em mình là 15 năm. 15 triệu 500 nha bà con ha. Cũng dọn đẹp á. Dạ. Bên trong nữa thì một chiếc đi lăng dàn áo cũng khá đẹp, máy móc cũng chất. Dạ. Đường nước thì bao cho quán anh chị em mình. Giá là 13 triệu thôi. Dạ, 13 triệu đồng bà con nha. 13 triệu. Rồi, đây mình trở lên đi. Ở đây mình có mấy cái chiếc SH nè anh chị bạn. Như là có một chiếc SH Ý, màu này gọi là màu nâu cánh gián hả ta? Nâu cà phê. À, nâu cà phê. Cà phê Sài Gòn. Dạ. Cà phê sữa. Nhìn đẹp ghê luôn nha, nó mứt rượt anh chị. Áo là đã lắm.
Xe này thì em Huy để cho các bác chị mình 59 triệu nha. 59 triệu. Full new mà theo một cái cách zin của xe Ý nha. Đây. Tiền nào của đó chất xe không phải đắn đo. À. Bà còn coi hàng chi tiết cho anh. Máy máy zin chỉ có vệ sinh đường nước thôi nha. Rồi. Biển số thành phố, hồ sơ cầm tay nha. Thì giờ giá nhiêu anh? 59 triệu. Cục nè, đang hot trên thị trường nè. Bên này. Hiện tại đang hot thì nó đang hot hiện tại lại. Thì cái giá ba hàng ba cục á, nó có thể là nó chênh lệch so với xe Ý nhiều, nhưng mà chất lượng của nó sẽ không khác. Đúng rồi anh chị. Thì xe này em Huy để giá cho bác anh chị em mình là 118 triệu nha. 118. Chính chủ công chứng, máy móc nguyên zin nha. Dạ. Nhà của anh chị em mình 118 triệu nha. Cái máy nó tê tái khỏi miễn bàn. Đây là 150 luôn phải không anh? Đúng, 150. 150 nha anh chị. 210 biển số thành phố nha. Dạ, rồi. Cái bên là một chiếc SH Ý luôn nè anh. Con này đời nào đấy? Xe này là 209 hết đời của cái dàn dàn SH bầu. Xe này là đỏ đen Sport. Xe này đúng màu, đúng chất xe luôn đó. Máy đầu trao chưa mở, đường nước chưa làm luôn. Rồi. 68 triệu hồ sơ cầm tay. 68 hồ sơ cầm tay, bao hồ sơ cho bà con luôn. Giờ chỉ cần việc nhập đó mà thôi. Rồi, còn bên trong là một chiếc SH Việt Nam được lên form nhà ấu tương tự giống nhà ấu Ý nè mọi người nha. Xe này thì em Huy để giá là 56 năm nha. 56 triệu 500. Nhưng SH này em Huy có góp tại cửa hàng cho các anh chị em mình luôn nha. Đó, có hỗ trợ góp tại cửa hàng và góp qua ngân hàng đầy đủ cho các anh chị em mình. Dạ. Nợ xấu em Huy cũng góp luôn nha. Dạ. Những dòng xe cao cấp này thì quý anh chị mình yên tâm. Tiện SH giờ anh em mình em thấy có hai chiếc SH mod nè, mình cập nhật luôn nha anh Huy. Rồi. Để cho mọi người theo dõi. Có một chiếc mod 5000 cây nè, mấy bữa nay khách hàng của mình rất là quan tâm xe này, nhưng mà chắc là do vấn đề lương lậu chưa có hay sao á. Thì một cái xe mà nó đẹp. Phải nói là cảm nhận là mua mà trong hãng ra mà chủ người ta đâu có đi đâu. Mà giờ bọc keo nguyên xe luôn. Anh chị em mình nhìn cái vỏ trước là biết cái xe nó mới như thế nào rồi. Đây chất xe nè anh chị nha. Ốc tán này kia là keo ha. Vỏ lớp là còn rất là dày luôn. Đó, xe này em Huy bán có 49 triệu à. 49. Chính chủ bị số 72 luôn. Chúng anh em mình 72 ai mua là rất là hợp. 72 triệu. Không khác gì xe mới để mà nói cảm nhận luôn. Dạ. 49 triệu. Rồi, em Huy bao công chứng cho mình luôn nha. Ok anh. Chính chủ mà mọi người ha. Hồ sơ thêm em Huy cộng tầm triệu thôi. Em Huy hỗ trợ cho các anh chị mình luôn. Ok, thoải mái. Đây là một cái chiếc Vision phiên bản này có khóa mắt cây trên hay xăng khóa mắt cây? Khóa mắt cây luôn à. Các anh chị em mình xem đánh giá này. Xe này em Huy cũng phục dựng lại đẹp. Dạ. Yeah. Nhìn thì nếu mà xe hãng ra nhiều khi chưa chắc là đã bằng. Đây anh chị nha. Cái mức độ đó. Cho anh em coi ha. Rồi, giờ con này anh lẽ ra giá nhiêu cho 26 năm. Yeah, biển số thành phố chính chủ được dọn lại full mới rồi bà con hen, nhìn sạch sẽ, dọn theo kiểu dạng dọn riêng đó chị, nhìn nó chắc nó đẹp lắm. Nói chung là dọn để cạnh tranh với xe hãng mà. Dạ. Yeah. Dọn để cạnh tranh với xe hãng nha quý anh chị em. Yeah. Rồi 26 triệu 500 qua mắt cây, biển số thành phố chính chủ nha. Rồi ok anh, thoải mái hen. Bên đây là một chiếc SH mod tiếp theo, con này thì đời nào đây anh? Xe này là 2019 thôi, 2019. Nhưng mà cà phê đăng ký 2024. Đây. Biển số này vậy ha, 66F1 Đồng Tháp nha. Để em Huy gắn cái biển số vô coi. Cho nó vô dính vô. Rồi. Rồi đây bà con nha, tổng quan của xe nè. Xe đẹp lắm. Rồi, biển số Đồng Tháp chính chủ. Anh chị em mình ai có nhu cầu rút góc xem tên em Huy hỗ trợ luôn nha. Rồi anh em mình là về bấm biển thôi. Dạ. Ok nha anh chị. Giá giá anh mới để báo là 40 triệu 500. Rồi ok anh. Giá mềm trăm. Ở thằng Ford 2019 đó nha quý ban anh chị em. Dạ, đời cũng cho đó rất là cao rồi anh em nha. Biển số cũng đẹp nữa nè, 68061. Đó bà con coi biển số này thấy không? Rồi, ok anh. Một chiếc Randy đi anh, form này cũng gần như mới nhất rồi. Rồi, khoe này 2021 rồi, xe mới gần 50. Em Huy bán giá nửa tiền. Lướt như xe hạng vậy đó, chính chủ bị số tỉnh nha. Dạ. Anh em mình ai muốn nó ký quyền em Huy ký luôn. Thoải mái luôn. 28 triệu 500. 28 năm bà con nha, chính chủ bao quỹ quyền. Rồi, kế bên là một chiếc Ly 125 màu vàng. Chị em nào muốn tiết kiệm ha, đây lựa chọn con này bền lắm. Xe này về cái máy nó êm ái, nó nói chung là mức độ của nó phải ngon lành lắm á. Yeah. Bình thường em bán 16 triệu 800, bữa nay đã bán cho bác cho em mình 15 triệu 500, mới 1 triệu. Wow, ok luôn nha anh chị. Xe này cọp em bao cho bác cho em mình xin zin nè, áo zin nè, máy zin nè. Cái gì cũng zin hết á. Dạ. 2015 có trả góp, có bảo hành đều là kia đều đủ cho anh em luôn. Còn bên đây anh, con này đời cao hơn rồi. Rồi, con này đời nào xe đây? Này thì em Huy để cho quý cô bác anh chị em mình là 26 triệu 500. 26 triệu 500 nha anh chị. Xe này thì 2018 khóa xe mắt cây. Rồi. 26 năm. Tổng quan xe đó bà con ha. Này khỏi bàn rồi, như mới. Rồi, ok luôn cho quý anh chị em mình nha. Ok anh. Bên dưới luôn ha, mấy cái số thành phố. Ở đây em Huy còn mấy cái xe nói chung là cũng khá ok. Như ví dụ như AB125 nè. Đó, xe này 2017 nè. Đây anh chị. Em Huy xe đẹp, em Huy để giá có 22 triệu 500 thôi. 225. 228 á, bớt còn 225. Nhìn bóng bãi đẹp quá trời mọi người ha, không có trầy xước gì đáng kể cả ha. Nguyên bản đẹp. Này máy móc là chắc chắn là riêng hết rồi ha. Riêng hết, xe đẹp. Mấy cái AB này mà mọi người.
Đây em có Vision 2023 nè. Xanh nhám nha. Đó, xe lướt lát đẹp nè, có góp sắt đầy đủ cho anh chị mình, ai nợ xấu góp được luôn nha. Em Huy để giá bắt trước là 31.5, bữa nay bán thì 30.5 thôi nha. Rồi, bán này là bán đặc biệt luôn nha bà con nha. 2023 nha. Chính chủ. Còn đây là cao cấp nè. Cao cấp ở đây em Huy có một cái xe này 2022 biển số 62 để giá 28.5 thôi. 28.5 bớt 300 cho quán chị mình nha. Rồi, còn 28.5. Còn đây là 27.5 bớt còn quá anh chị mình còn 27 triệu. 27 triệu. Xe này 2.500 cây nè. Dạ. Xe này 3.000 mấy. Rồi, mới lắm con nha. Giờ anh em mình qua tới bên đây thì mình ai nợ xấu thì cứ alo cho em Huy hỗ trợ được hết nha. Không mua góp được ở đâu thì alo cho em. Dạ. Em có hướng giải quyết cho mình. Quan trọng là quý bác anh chị em mình chuẩn bị được 60-70% giá trị xe là được. Dạ. Em thấy có chiếc AB nữa nè. AB này là đời nào đây? Xe này là 2010 nha. 2010 FE Phương Sơn Tử. 68 nha. Kiên Giang. Xe này nó đẹp lắm. Nói chung là nó đẹp, nó đẳng cấp lắm nha quý ba anh chị em. Yeah. Mình nhìn vậy là biết. Máy zin. Máy nó bao chất. Bao đã. Đó, em Huy để giá 16 năm. 16 triệu 500 ngàn. Máy móc zin. Zin. Biển số 68 nha. Xe này bao chân chấp, hợp đồng mua bán tại cửa hàng. Dạ. Yeah. Rồi. Kế bên là một chiếc tim lùng hàng phiên bản kỷ niệm của hàng Honda. Xe này em Huy để giá là 17 năm, chính chủ, biển số thành phố nha. Mẫu này ra cái là nó khai tử luôn cái dòng rim á anh chị bạn. Nên là bản kỷ niệm cuối cùng luôn ha. Tim lùng 110. Bao nhiêu anh? Để 17 năm anh. 17 triệu 100. Thành phố. Máy con này là im cực kỳ luôn bà con nha. Kế bên là một chiếc Freeway 250 nè anh chị. Freeway 250. Xe này hàng hải quan thanh lý nha quý anh chị em. Công chức ủy quyền thì được nha. Xe này giấy tờ là hợp lệ nha quý anh chị em. Đó, thường thường xe này thường thường các sếp đi là thường thường là không có giấy. Nhưng mà đây em Huy có một chiếc này phiên bản cao cấp. Phiên bản cao nha quý anh chị em. Zin tàn tập luôn, từ cái da in còn zin đó. Em Huy để giá 88 triệu. 88. Anh em mình ai trong nghề là hay biết liền. Dạ rồi, ok mọi người ha, 88 triệu đồng. Ừ. Giờ mình qua bên đây có một chiếc AB. Cái này như là AB Thái mà phải không ạ? AB Thái rặc. Mà biển số đẹp đó, 29839. Đúng chính chủ biển số thành phố mà đẹp lắm. Dạ. Xe này em Huy phục dựng lại, máy zin chất 100%. Đây bản số nó bà con thấy không? 29839, biển số đẹp nha. Rồi ok anh. Đó, xe rất là mướt mát. Ok luôn, 37.900. 37.900, một chiếc xe gọi là cổ hoài niệm mà đáng giá cho quý cô bác anh chị mình sưu tầm. Xe đó bà con nhìn nó đẹp ha. Còn kế bên anh cũng thái mộc luôn. Nhưng mà xe này zin mọc đầu trao chưa rớt luôn, có vi trang chứ đó. Nhưng mà xe này rẻ hơn 36 năm. Zin mọc biển số thành phố. Dạ. Đây cho anh chị cô chú mình theo dõi tổng quan hết cũng như là bản số luôn nè. Biển 59X1 nha. Chất xe rồi nè. Trong lúc live á thì có thiếu sót thì quý ba anh chị em mình cứ chụp màn hình đi. Rồi em Huy sẽ quay lại từng chiếc cho quý ba anh chị em mình xem nha. Đặc biệt là mình chọn xe nào thôi nha. Chứ còn xe thì cửa hàng Huy nhiều lắm. Quý ba anh chị em mình đừng có hỏi là có xe đó hay không. Quý ba anh chị em mình đã thấy xe rồi thì cứ chụp màn hình xe đó đi, em Huy sẽ quay cho mình. Là chắc chắn là cửa hàng em có. Rồi. Còn quý anh chị em mình cứ hỏi đã đang coi live hỏi xe đó có không. Sao mình ở ngoài không hỏi là xe đó còn không anh còn không em. Em rất là nhiệt tình trong vấn đề mà gọi là tư vấn khách hàng. Nên quý bác anh chị em mình yên tâm. Rồi, bên đây là một chiếc AB đèn led màu trắng này, chìa khóa phải không anh? Xe này khóa mắt cây luôn nha. Khóa mắt cây luôn rồi. Xe này 28 nè. Xe này biển số Sài Gòn bắp mình luôn. Giá chỉ có 26.800 thôi. 268 bản số này bà con nha. Để mà nói mà hơn một năm trước những xe này tầm khoảng 30 không đó. Nhưng bữa nay nó cũng hạ rất là nhiều rồi. Mẫu này cũng rất là hot trên thị trường. Ok. Qua đây thì em Huy có một chiếc Super bẩn đầy đủ nha. Super. Rồi cái máy đó. Máy đẹp ru thôi. Xe này zin hết tàn tập nha, chỉ có đốt đầu cầu khói thôi. Lốp nồi đồ sườn zin hết nha. Rồi. Giá 17.500. Có bựng, có kiến, có rổ đầy đủ. Rồi, okay, xe này 204 nha quý ba anh chị em. Rồi còn bên trong là rim Thái phải không anh? Rim Thái xe này còn đúng chiếc một phục dựng xe thùng. Yeah. Rất là đẹp. Xe này thì quý ba anh chị em mình không thể chê bai hay là như thế nào được đâu. Nó chắc chắn một điều 100%. Một chiếc xe cực kỳ chất, chính chủ luôn, một đời chủ. Quý ba anh chị em mình biết rim Thái mà em mua một đời chủ. Từ năm 96 giờ mà mua một đời chủ rồi quý ba anh chị em mình cảm nhận được đó. Xe nó liền. Em Huy dựng lại luôn. Theo năm tháng dựng lại đẹp. Rồi. Okay. Mà giá thì hợp lý luôn. Trước bán 31, bây giờ chỉ còn 29 năm thôi. Giờ 29 năm thôi. Đó. Rồi, ok nha mọi người. Mình cũng xuống theo cái thời gian thôi, thời giá. Ví dụ như quý bác anh chị em mình ai có nhu cầu đam mê nhưng mà chưa đủ tiền á, như cái thời gian trước giá nó cao á thì bây giờ quý bác anh chị em mình là một cái thời gian là hợp lý để cho quý bác anh chị mình xuống tiền mua xe. Tại vì cái thời gian này là em cũng chia sẻ thật sự. Vì thời gian em mà người bán xe mà thì trong cái thời điểm này thứ nhất là nó là vô mùa mưa. Thứ hai là cái mùa hè thì nó cũng chậm hơn so với các tháng thì tất cả cửa hàng đều đang hạ giá để bán trôi hàng. Thì em Huy ở đây thì nói chung là cũng chia sẻ, cũng mến quý bác anh chị em mình, em Huy cũng hạ một chút định để có một cái gì đó tri ân, gửi những cái lời đó tới cho quý bác anh chị em mình thiện chí để mua cái xe.
mà dạ. chọn được cái xe mình thích. Thôi em mới ngô nguyện là nói chung là quay là lúc nào cũng có một cái gì đó để đến quý cô bác anh chị em mình hết á. Dạ. Đó, nó chân tình thôi. Dạ. Rồi, ok. Dạ. Mời quý bác anh chị em mình vô trong. Bên trong thì còn nữa nè, bà con nhìn sơ qua nha, một chiếc AB được lên dàn áo giống như Thái vậy đó, đầu đèn đầu rất là đẹp bà con nha. Con này đời nào anh? Xe này thì 209 nó FI nha, 209. Nói chung là cũng đẹp. Cũng khá ok, nói chung là còn liền làng, cũng chất xe, có máy cũng đã lắm. Dạ. Của em mà giá này nó mềm. Có 17.500 thôi. 17.500 thôi. Máy zin à. Dạ. Là 209 nha quý bác anh chị em. Rồi, ok. Rồi 17 năm, biển số thành phố mà biển số đẹp nha. 18889. Đúng rồi, biển số đẹp anh chị, 18889 nha. Rất là ok. Biển đẹp. Rồi, còn bên đây thì sao anh? Bên đây là một chiếc xe biển tỉnh mà dọn full new. Em ơi, để giá 19 năm nha. Cũng xe lên này Thái luôn không mà. Lên Thái full new, rất là đẹp nha. FI cho bà con nha, FI lên Thái nha. 19.500. Em Huy dọn xe nó chất lắm. Nói chung là quý bác anh chị em mình nhìn cái chất xe em Huy dọn nó khác so với những cái chất xe đó. Bán sô bồ nó khác nha quý bác anh chị em. Mỗi cửa hàng nó có đều có một cái đặc trưng riêng. Rồi, ok anh. Bên trong em thấy có chiếc mở kim nữa nè anh. Rồi. Nhẹ nhàng cho quý anh chị em mình thôi, 24 năm. 24 năm. Anh em mình thiện chí là còn 24 triệu thôi. Rồi. 2021 nha, hết đời nha. Ok bà con. Máy zin 100%. Đây thì là xe nhập nên là về cục máy của mở kim thì anh em mình cứ yên tâm. Đó. Rồi, đây có một chiếc AB mình lên Thái nữa nè anh chị. Này chắc AB này là 2010 lên Thái nè. Xe này biển số thành phố 9 trụ 1 đời chủ. Ừ. Xe này em mới lên dọn full new từ trong ra ngoài hết. Chỉ còn cái máy với lại cái phần bên trong là nguyên bản. Dạ. Còn về ngoài em Huy phục dựng theo phong cách AB Thái 2010. Rồi. 9 trụ 1 đời chủ, 22.500. 22.500. Đúng rồi. Ok anh. Còn bên trong là một chiếc NBX 125 nè anh. 125 NBX. Xe này thì 2020 nha. Dạ. Xe này đi ít nha quý bác anh chị em. Chất xe còn rất là đẹp. Ừ. Phiên bản này phiên bản VVA đúng dạ. đát nha. Cái đát nó nằm ở trong thùng nè quý bác anh chị em. Dạ. Cái đát thông số của xe nằm trong thùng này thì quý bác anh chị em mình ai có tham khảo NBX thì coi đúng cái đát của nó có đúng dạ. sự năm không. Tại vì NBX thì thường thường nó hay sản xuất trước 1 năm. Dạ. Nha. Rồi. Rồi xe này là 2020. 20 triệu. 20 triệu đồng cho chiếc NBX 125 mọi người. Anh em mình thiện chí là em Huy bớt cho khỏi khỏi phải suy nghĩ nữa. Bớt cho quán chị mình 519 năm. Còn 19 năm khỏi phải trả giá. Dạ. Khỏi phải lăn tăn. Rồi, chất xe đẹp. Dạ. Rồi, ok anh, bên trong là một chiếc Liberty. Liberty xe dọn đẹp. Em Huy để giá là 24 triệu. 24 mọi người nha. Con này nói chung là một cái màu nó ken nó đẹp lắm. Ai mà thích cùng chung thích thì mình cứ chốt thôi. Mình xuống đây có chiếc Exeter 155. Đúng bánh mâm ba đao rồi nha. Xe này quý bác anh chị em mình mua cho con em mình vừa thi đậu đại học thì khỏi phải nói luôn, hết bài luôn, hết nước chấm. Vì dưới dòng tay côn hiện tại bây giờ xe này được khắc phục những cái lỗi là nhiều nhất đó của dòng tay côn của dòng Yamaha. Thì xe này là 2023 nha quý bác anh chị em, khóa từ mắt cây, phiên bản đặc biệt có sạc công dây luôn. Đúng rồi. Xe quý có sạc có dây. Có tẩu sạc nha. Có tẩu sạc. Xe này vô mâm ba đao nè, máy zin nè, odo ít nè. Biển số đẹp luôn, 79786. Em mua giá 31 triệu đồng. 31 triệu bao giá tốt luôn, 2023 nha quý cô bác anh chị em. Dạ. Đúng rồi. Còn xe này kế bên biển số thành phố nè, em Huy để giá là 33 triệu. 33 triệu đồng bà con nha. Chính chủ biển số thành phố, máy zin luôn 100%, phiên bản đặc biệt luôn, có tẩu sạc đầy đủ. Màu vàng nhám anh chị, màu vàng xám nhám ấy ha, phiên bản đặc biệt luôn. Rồi, vừa qua thì em Huy và Ngô Nguyễn có giới thiệu cho quý cô bác anh chị em mình những chiếc xe mà khá đẹp của cửa hàng. Đó, thì quý bác anh chị em mình xem xe đánh giá nha, không phải đánh giá vì cái giá xe nha. Hãy đánh giá vì cái chất lượng và cái nét xe. Dạ. Thì bây giờ những cái tầm trung em Huy còn một nhà xe nữa quay cho quý bác anh chị em mình. Rồi bây giờ mời anh chị các bạn cô chú trên kênh mình theo dõi qua cửa hàng kế bên để đến với những mẫu xe mà giá nhỏ hơn, tầm trung hơn, dễ dàng mua đi cày bừa bà con nha. À ở ngoài đây mình đang còn mấy chiếc kìa. Dạ. À đây ngoài đây anh chị. Lubias nè, rồi Attila đồ cũng còn đầy đủ hết. Như chẳng hạn cái con Attila nữ hoàng này là có FI chưa anh? À chưa. Xe này thì 2021 thôi. Thì em Huy đổi sao thì bán cho quý bác anh chị mình như vậy. Dạ. 44 triệu đồng, máy móc em ru. Rồi. 4 triệu ha anh? À 4 triệu. Có 4 triệu thôi à. Máy móc em nha, biển số thành phố luôn. Dạ. Biển số 59H1 38577 bà con nha. Xe bây giờ nó rẻ tới mức độ không phải suy nghĩ. Ví dụ như xe này đi, máy em ngon đi, có 3 triệu 8 thôi. 3 triệu 8 chiếc Enzo anh chị. À. Hồi nãy có một chiếc, bây giờ là chiếc thứ hai nha, hai chiếc bằng giá nhau luôn anh chị. 3 triệu 8. Rồi bây giờ mình sẽ có chiếc Lubias. Lubias dành cho anh em mình nè, anh em trẻ mình nè, đó, dạ. Trái 58 nha. Trái 58. Biển 59B100394 anh em nha. Xe này nó mày cũng khá mềm á. Nếu mà xe khác á, mà em Huy bán giá mềm lắm, trái 58 nha. Mà máy em ru à, bị số thành phố luôn. Em Huy để giá nhiêu, có 6.8 nhiêu. 6.800.000 anh chị đó. Nha. Rồi, ok. Trái 58 nha, nhẹ nhẹ lắm, bao bóc luôn. Dạ.
Rồi mình qua đây là có chiếc Winner nãy mình chưa có quay ha. Winner này X. Thì em Huy thấy nó máy nó cũng ok quá, đang để đi nè. Máy này đang đi. Máy em. Xe này thì full nội công trái 65. Full nội công trái 65 nha, super hẹp nha. Đi xa bền lắm, mấy bữa nay em Huy đi mà cái cảm giác nó nó mạnh, cái ga cuối nó đi nó rất là trôi. Mà giá thì nó cực kỳ hợp lý luôn. Cái máy nó êm ái. Cục máy này làm không á là cũng phải là gần 20 triệu. Rồi. Đó em Huy nói thiệt, cái này con em mình ai có nhu cầu chơi xe kiển, xe độ nhẹ nhẹ những cái dòng này là hợp lý. Full đồ chơi luôn. Nãy giờ bao nhiêu à? Full đồ chơi. Xe này em Huy để giá 28 năm chính chủ, biển số thành phố. Xe này khóa xe mắt cây nè, đồng hồ V3 nha. À, full bánh mâm nè, heo dầu nè, đầy đủ hết nha. Biển số thành phố luôn. Full bộ lửa, canh theo máy, theo bài nha, đi rất là bền. Xe này chạy ngoài tốc độ để mà nói thì nó hơi sâu đó. Chắc nó phải ngoài 17. Rồi, mình vào trong anh chị các bạn. Để xem đây có cái mẫu nào đây, có cái chiếc motor nhỏ bên tôi đi anh. Motor nhỏ đây. Cũng hơi lâu rồi đó, quý bác anh chị em mình theo dõi chắc thấy hơi lâu rồi, thôi bữa nay xả cho anh em 9 triệu rưỡi luôn. 9 triệu 500 là một chiếc motor nhỏ này, thì phù hợp với các bạn nào mà mình thấp một tí xíu hoặc là các bạn nữ nào chạy là cũng được nha. Đó, giá chỉ có 9 triệu 500 thôi. Còn ở đây thì sẽ có một cái chiếc Future, cái này là có FI phun xe điện tử, phiên bản là bánh mâm thắng đĩa luôn. Con này tình trạng máy móc không biết có qua làm gì chưa anh Huy. Con Future nè. Xe này em Huy để cho quý cô bác anh chị em mình giá là 9 triệu rưỡi. Biển số Long An à, bà con chờ hả? Phu chờ thì xe này là 2017 nha. 2017. Xe này 9 triệu biển số Long An. Rồi. Thì full zin hết nha. Xe này em Huy để giá 17 năm. 17 triệu 500 bà con nha. Đời thì cũng là 2017 luôn. Rồi, biển số Long An 62. Kế bên mình đến với một cái chiếc Sirius biển Kia 2016 nha. 2016. Máy zin, xe chất mà dàn áo thì nó xuống 5 tháng. Có sao Huy nói vậy nha. Mà giá chỉ có 7 triệu 8 thôi. 7 triệu 8 thôi bà con thấy không? Thiện chí bớt 300 nữa cho nó nhanh. Còn 7 triệu rưỡi luôn. Đúng rồi, trời máu luôn. Còn bên đây là đời bô dài rồi nè. Bô dài nè, 2021 nè. Em Huy giá 9 triệu rưỡi thôi. Máy zin toàn tập. Áo vẫn là sơn tem 3D nha bà con nha. Chính chủ luôn nha. Ok anh. Bên đây Future tiếp tục. Future này biển số 93 2015 FI, em Huy giá 15 triệu. 15 máy triệu đồng. Xe cũng khá liền. Dạ. Rồi, ok anh. Mình vào bên trong nha mọi người nha. Ở đây có một cái chiếc Sirius FI RC phiên bản là bánh mâm thắng đĩa. Mẫu này phải nói nếu mà máy móc mà nó ngon á là chạy nó đã cực kỳ. Rồi giá chỉ có 9 triệu rưỡi à, 2017. Biển số thành phố luôn. Xe cũng liền nha, chứ cũng không phải là trề xước bệ vỡ nữa, anh chị coi nè. Đó. 9 triệu rưỡi thôi, giá mềm lắm. Xe mềm thì em Huy sẽ bán rất là mềm. Còn những xe cọp á mà đẹp á thì quý bác anh chị em mình hãy cân đối. Tại vì xác định rồi xe cọp là nó phải ra giá cao rồi. Rồi, mình qua đây một cái chiếc Janus đi anh. Janus 2019, biển số thành phố nè, khóa mắt cây nè, 16 năm, bữa nay còn 16.2 thôi. Dạ rồi, còn 16 triệu 200 nha, còn khóa mắt cây đàng hoàng luôn. Này phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên, đồ nhà trọ rồi ha, luồn hết rồi nó gọn gàng, nó lời căn bản thì vài trăm ngàn thôi, nói chung là bán cho các bác anh chị em mình cảm nhận thôi, chứ còn thật sự cái giá thị trường nó có sẵn mà. Rồi, AB nè, mắt cú nè, 2015 nè, 24 nè, xe này 24, em Huy để giá cho bác anh chị em mình 15 năm. 15 năm. Hiện chỉ 15 triệu bán luôn. Rồi. Rồi biển số 83 nha, máy zin nha. Kế bên là cũng AB 2014, biển số 95, máy zin. Em Huy để giá 14 năm, 15 năm mà bớt xuống còn 15 triệu. Rồi, ok anh. 15 cái này triệu là đồng giá nha. 125 phun sơn tử FI hết rồi bà con nha. Zin nha, máy zin nha quý bác anh chị. Đề từ 3 giây tắt máy hết rồi đó, chứ không có giống như đồ bò thời giá nó sẽ rẻ hơn nha. Rồi, tiếp tục cho quý cô bác anh chị em mình là 12 triệu 500 cho một chiếc Future Sunker 2013, máy zin biển số thành phố nha. Đó, 12 triệu 500 nha, chỉ bằng một chiếc quay thôi, mình đã sử dụng được một chiếc Future rồi đó. Rồi, kế bên cho Future FI mình, đúng không anh? Future FI. Em để đây là lôi, anh lôi tem ra, vô anh lôi hết cái tem ra. Rồi, xe này 17 triệu 500. Zin, cọp. Mà xe này bị số thành phố chính chủ luôn, của chủ kế bên nhà nè. Biển số là nói chung là thấy ông mít đi quá, ông kêu để nhà chật quá, em mua luôn. Xe đi hăm mấy ngàn à, vợ còn theo xe. Rồi. 17 triệu 500 chính chủ biển số thành phố. Rồi, 17 năm bà con nha. Còn bên trong là cặp Exeter 150 đó anh, còn biển số 2018 là màu xanh này á, 17 triệu thôi. Còn 2017 xe đẹp 16 triệu. 16. Máy là zin hết, bao cho bác chị mình hết nha. Rồi. Bên trên mình sẽ có một cặp Roja nha, một con màu trắng và một con màu vàng. Thì con màu trắng đầu tiên là mình để giá nhiêu anh? Ở xe này em Huy để giá cho quý bác anh chị mình là mình 10 triệu 800, hồ sơ cầm tay. Mới đọc Roja xe đẻ hồ sơ cầm tay luôn. Đó, 10 triệu 800 bao giá thị trường máy zin. 10 triệu 8 là mình bao gồm hồ sơ luôn rồi anh đúng ha. Rồi. Giờ về là mua là ra tân liền luôn. Roja này có FI mà.
Dạ. Còn kế bên một chiếc Noja, xe này thì em Huy giao qua Căn Cước và cà vẹt xe thôi. Dạ. 8,5 triệu. 8,5 triệu nha. Rồi. Kế bên nữa là một chiếc xe rim Thái nha. Ừ. Đọc cái giá của bác cho mình hết hồn luôn, 9 chủ luôn. 10,5 triệu. 10,5 triệu. Đó, rồi, okay. Xe này nó làm biến, nói chung là mấy bữa trước của ba anh em mình hỏi nhiều quá, mà nằm trong kẹt làm biến quay. Thật sự ra thì của ba anh em mình thiện chí cứ tới nổ máy chạy được cái là lụm lúa. Dạ. Còn ở phía ngoài có một cái chiếc Jupiter V cho anh em mình đi làm đi cây bừa thì phải gọi là rất là bền bỉ nha. Một trong những xe hoài niệm á, cũng khá giá trị cổ. Thì xe này Huy để giá 7,5 triệu thôi. 7,5 triệu. Anh em mình thiện chí thì 7 triệu bán luôn. Dạ. Rồi đây chắc mình quay trong ra luôn đi Huy ha. Trong luôn. Dạ rồi. Cái chiếc Randy luôn nè. Randy 2017 16 triệu đồng. 16 nha. 16 năm nha, mới còn 500 nha, mới cơ bớt 500 còn 16 triệu nha. Con này áo sơ khuôn mới là nó đâu có đẹp. Máy zin 100%. Dạ. Máy e nổ em máy thì thầm mùa xuân luôn. Dạ. Đây nổ nhẹ các coi. Ok. Nước bình bọng sao. Mà trời ơi, nó nổ trong nhà trong góc luôn mà êm ru luôn. Dạ, thật sự như vậy con này êm. Rồi 16 triệu đồng. 16. Rồi tiếp tục AB xăng cơ lên full Thái nè, Thái đầy đầu nha. Đó thì em Huy để giá cho quý cô bác anh chị em mình là 9,5 triệu thôi. 9,5 triệu nha. 9,8 triệu còn 9,5 triệu. Tính ra có 9 triệu mấy mà mình được một cái form, một cái hình hài như một chiếc AB Thái có giá trị. Mà đây cũng là xe Honda ngon lành luôn nha. Ừ. Mày nhìn kế bên nữa là một chiếc AB xăng cơ mà dọn full đẹp nha. Rồi. Anh chị em mình nhìn ốc tán, nhìn chó đèn nhìn là biết rồi đó. Đúng rồi. Rất là đẹp. 12,5 triệu. 12,5. Bao đẹp luôn. Dạ. Rồi ok nha anh chị. Bị số thành phố hết nha. Dạ. Chỉ đây có chiếc Sirius này là bị số tỉnh nào mà chính chủ là 50 nè, vô full đồ chơi. Còn phải gọi là full đồ chơi. Nhiều đó, vô cái đầu lòng quay Thái luôn. Đó, dạ. Mới đọc mà. Đây anh em coi nè, vô phuộc nè, rồi vô gấp đồ bên dưới nữa, nó hơi khó quay. Cô chú anh chị em mình mua con xe cho con em mình đi học, đặc biệt học cấp 2, cấp 3 đó. Dạ. Thì xe này rất là ok. Vì nó là không đủ tuổi nhưng mà vẫn đứng tên được, chính chủ. Dạ. Giá 12,5 triệu. 12 năm nha anh chị nha. Đây một cái chiếc Vision đi anh. Vision 2015, bị số thành phố, máy zin, xe liền 15 năm. Bữa nay bán cho quá cho mình 15 triệu luôn, khỏi trả giá luôn. Bản số thành phố luôn nè bà con nha, 59C này ha. Con này thì phù hợp với chị em phụ nữ. Thiện chí cứ tới tại cửa hàng, em Huy đọc giá gì đó, giá trị gì đó. Tới em Huy còn bớt nhẹ, dạ. Lý lọc cho quá trẻ mình. Rồi, không cần phải gọi alo thế này. Xe em Huy bán đá một khi đã lên máy quay rồi đó, là nó phải hoàn hảo. Đó, để của anh chị mình cảm nhận. Dạ. Chú chờ 2018, bị số thành phố, máy zin. Dạ. Xe có giày xước nhẹ, 18 năm. 18 năm. Biển số cũng là cụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh luôn bà con nha. Rồi, đây là chiếc Vision kìa. Vision 2018 biển 83, dạ. Giá mềm luôn. 18 năm nè, bớt 500 còn 18 triệu. Còn 18 triệu đồng. Máy zin. Rồi, ok. Bà con mình coi tổng quan qua lại những cái mẫu xe tại bên Quy Hùng Phát nha bà con thấy không? Đây là cái nhà xe mà phải gọi là tầm trung, giá vừa cho bà con mình dễ dàng sử dụng á. Thì quý bác anh chị mình thấy đó, bữa nay em quay xe cho quý anh chị mình đó, vui vẻ, thiện chí, nhiệt tình. Bớt thẳng trên la cho mình luôn. Hỏi về alo cho em Huy bớt tiền lọc tiền lá gì. Anh chị em mình cứ mạnh dạn tới cửa hàng em, địa chỉ 201/5 Nguyễn Thái Sơn, phường 7 Gò Vấp. Ngay chợ Gò Vấp nha quý ba anh chị. Dạ. Cứ tới em Huy sẽ hỗ trợ cho mình nha. Rồi. Coi như là nãy giờ anh em mình cũng đã vừa cập nhật qua tất cả những cái mẫu xe tại bên cái xe máy của anh Huy rồi. Thì bà con cô chú anh chị các bạn nào mà quan tâm thêm vấn đề nào nữa thì cứ nhắc máy lên, đừng có ngần ngại ha. Thì số trên góc trái màn hình đó thì anh Huy sẽ giải đáp những cái vấn đề mà bà con thắc mắc rõ ràng hơn. Rồi, em Huy xin cảm ơn. Rồi, mọi thắc mắc hay trong lúc quay có thiếu sót gì, quý cô bác anh chị em mình bỏ qua cho em. Yeah. Thì chỉ cứ nhắn tin bây Zalo em hoặc là alo cho em Huy. Em Huy mở thời gian mở cửa cửa hàng từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Phục vụ cho quý bác anh chị em mình ship xếp ngoài toàn bộ, toàn quốc cho quý bác anh chị em mình nha. Rồi, ok anh. Thôi thì cũng cảm ơn bà con anh chị rất là nhiều trong cái đã dành thời gian quan tâm theo dõi trong video cuối tuần hôm nay nha. Hai anh em xin chào mọi người.